Ok, hello, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh của Duy Khải Gaming. Và Duy Khải chúc anh em một buổi xem video vui vẻ nha mọi người. Và ở video clip này thì Khải bán hai món đồ. Một cây nón sinh lực 120, kháng hỏa 15, nội lực 78 và thời gian chống 40. Nó kèm với cái bộ cái áo phục hồi 40 hợp kim và có dòng chuyển hóa sát thương 600 dòng 1. Ok, nói chung là bán cho một người khá là quen. Hai món này Khải ra giá là 4 kim rưỡi. Hai món này Khải ra giá 4 kim rưỡi. Nhưng mà nói chuyện thì ok, fit cho anh em 1 kim. Còn lại hai món này 3 kim rưỡi thôi. Đó, hai món này chắc chắn với anh em rằng áo này vỏ đan cực kỳ đẹp luôn nè. Áo này lái phục hồi với lại chuyển hóa sát thương 600 nhờ đây vỏ đan. Vỏ đan chỉ cần áo dòng 1 chuyển hóa là đẹp thôi. Đó, sinh lực hơi tù nhưng mà được cái chuyển hóa phục hồi. Nó sinh lực cao, bù qua sức lại thì hai món này vị trí 3 kim rưỡi. Ok, chung thì tối hôm qua thì trước khi ngủ thì Khải cũng đã đăng một số cái món đồ Khải bán á, thì cũng khó là khá nhiều anh em ủng hộ. Thì đây là video đầu tiên Khải giao dịch là hai món này 3 kim rưỡi đó. Ok luôn, hai món này 3 kim rưỡi nha anh em. Nó theo đó, hai món anh em. Rồi anh em xem video thì đừng quên cho Khải một like, một chia sẻ ủng hộ đỡ Khải ra nhiều series bán đồ để kiếm ít kim nha anh em. Đó, được 3 kim 5. Ok, hôm qua đây bán một mớ đồ lận anh em, ngoài bán nhiều đồ lắm, Khải bán gần 40-50 món lận. Tí nữa sẽ giao dịch thêm vài món nữa, có người cũng hỏi mua vài món nữa nè. Trung tâm này 4 cây xương rồng, 1 cây, 2 cây, 3 cây. Đó, cái này cái nhìn đẹp chắc chưa, cái này mới ra hôm qua đó. Rồi ok, rồi chào tiếp thôi. Ok các bạn em, đừng quên cho Khải một like ủng hộ đỡ Khải cố gắng ra những cái video buôn bán đồ rồi mua đồ ngon ngon cho anh em nha. Bye bye mọi người.